viên Việt Nam bật khóc trước sân Bukit Jalil vì bị cướp chỗ. Một chị trong đoàn của mình đã bật khóc trước cửa vào sân Bukit Jalil vì không được vào trong dù cầm trên tay tờ vé xem trận chung kết. Hoàng Mạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ. Theo anh Mạnh, rất nhiều cổ động viên Việt Nam phải đứng ở ngoài với lý do trong sân không còn chỗ ngồi. Mình không hiểu tại sao ghế ngồi đã được bán theo vé và ban tổ chức lại trả lời là không còn ghế trống dù cả đoàn mình đều có vé. Quế Đào cho biết, sau một hồi tranh cãi, chỉ một số người trong đoàn được vào sân, số còn lại phải ngậm ngùi đứng ngoài và không hiểu lý do. Có mặt trên sân Bukit Jalil, anh Nguyễn Thiên Quốc cho biết, mình ngồi chung khán đài với đội bạn nên thấy rõ, rất nhiều cổ động viên Malaysia đã lấn sang khán đài của cổ động viên Việt Nam. Khi ra về mình mới biết, có nhiều bạn không vào được sân và phải bỏ về. Anh Quốc cho biết, để đảm bảo an toàn, anh cũng chỉ ngồi lại hết hiệp 1 và phải ra về giữa trận đấu vì không khí trên sân lúc đó rất nóng. Trước đó, hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đã đội mưa để đến sân Bukit Jalil để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo phân công của ban tổ chức, cổ động viên Việt Nam sẽ được ngồi một khu riêng để tránh xung đột giữa hai bên. Hàng dài những người mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng trước cửa 1D114, nhưng bảo vệ không cho vào với lý do sắp xếp chỗ cho cổ động viên Malaysia trước. Một lát sau họ mới mở cửa cho người Việt vào. Huy Toàn, hướng dẫn viên du lịch chia sẻ. Đúng là có việc cổ động viên có vé không được vào sân. Một số hướng dẫn viên địa phương nói rằng nhiều người Việt tại Malaysia mua vé và được sắp chỗ cùng cổ động viên đội nhà, nhưng lại sang khán đài được bố trí cho đội khách để ngồi. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều người có vé và không vào được sân. Nguyễn Phong, điều hành tour của một công ty du lịch có mặt tại Bukit Jalil cho biết. Malaysia 2-2 Việt Nam. Kết thúc trận đấu, New Street Time đưa tin, được phân bổ 3.000 chỗ tại sân vận động Bukit Jalil. Người hâm mộ Việt Nam đến xem trận đấu với tinh thần phấn khởi, nhưng một số phải chen chúc trong khu vực đông đúc, và khoảng 500 người bị mắc kẹt ngoài cổng. Tờ báo này cũng xác nhận thông tin một lượng cổ động viên Malaysia đã chiếm chỗ của Việt Nam. Trong một sân vận động có sức chứa hơn 80.000 khán giả, chỗ ngồi của cổ động viên đội khách nên được quan tâm một cách đặc biệt vì họ đã bỏ thời gian, tiền bạc và công sức từ xa đến để cổ vũ cho đội nhà. Hơn nữa, việc sân vận động vượt quá lượng người cho phép có thể dẫn đến tai nạn khiến nhiều người bị thương hoặc